Đứng trước sự chuyển mình của công nghệ số và sự thống trị của AI trong sản xuất video marketing cũng như là TVC quảng cáo, thì liệu TVC 3D có đang bị lu mờ trên cái thị trường làm video không? Ngày hôm nay Huy sẽ cùng với các bạn khám phá thế giới của video 3D để xem thế giới này có những cái điều gì bí ẩn không. Cùng bắt đầu thôi. Agency Production House Color Media, gần 15 năm kinh nghiệm sáng tạo, sản xuất TVC, phim doanh nghiệp, hơn 500 doanh nghiệp đã đồng hành và tin tưởng. Vietnam Airlines, Vingroup, Vietcombank, Viettel Global, Sao Thái Dương, Trafaco và nhiều thương hiệu hàng đầu với các lĩnh vực đa dạng từ bất động sản, dược phẩm đến ngân hàng, F&B, hệ thống phim trường lớn nhất miền Bắc, trụ sở tại hai miền Nam Bắc, tư vấn và thực thi chiến lược tổng thể video, video marketing, sản xuất phim doanh nghiệp, TVC quảng cáo. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ tới Color Media ngay để giúp doanh nghiệp của bạn nâng tầm qua những thước phim thương hiệu TVC đỉnh cao. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với định nghĩa của video 3D. Video 3D là một dạng video sử dụng công nghệ không gian 3 chiều để tạo ra những hình ảnh có chiều sâu, chuyển động và tương tác với người xem. Và video 3D thì được sử dụng trong rất nhiều những video quảng cáo về game, điện ảnh cũng như là TVC quảng cáo để gia tăng cái trải nghiệm của người xem. Hiện nay thì AI hiện đang lấn sân dần vào cái thị trường video. Tuy nhiên thì video 3D vẫn đang được các cái nhà quảng cáo cũng như các client sử dụng rất nhiều trong các cái chiến dịch quảng cáo của mình. Dựa trên số liệu thống kê từ các nền tảng mạng xã hội, tính đến tháng 6 năm 2024 của BBC News, có khoảng 20-30% doanh nghiệp lớn đang lựa chọn TVC 3D, đặc biệt là trong các ngành như công nghệ, xe hơi, giải trí và bất động sản, nhằm thu hút phân khúc khách hàng cao cấp hơn. Trong khi đó thì video 2D vẫn giữ được sự phổ biến với 60-70% doanh nghiệp nhỏ nhờ vào chi phí thấp và khả năng sản xuất nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và thời trang. Và khi xem những video 3D hay như vậy thì các bạn có bao giờ tò mò là cái quy trình để làm một cái video 3D nó sẽ như thế nào không? Thế thì ngay bây giờ hãy cùng Huy khám phá cái quy trình này nhé! Từ thiên đường sữa Mộc Châu, sữa chua nhà đàm Mộc Châu Milk được lên men tự nhiên. Nước rửa chén On One, chiết xuất từ các tinh chất thiên nhiên. Bescon IMI 150 và Bescon 250 chứa paracetamol. Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất video 3D không có gì khác, đó vẫn chính là lên ý tưởng và chuẩn bị kịch bản. Thậm chí kịch bản của video 3D chúng ta còn phải làm độc đáo và sáng tạo hơn rất nhiều so với video 2D. Sau đó chúng ta sẽ lên kịch bản chi tiết. Và với video 3D thì kịch bản nó chính là kim chỉ nam trong quá trình sản xuất, giúp các bạn có thể định hướng câu chuyện cũng như là thông điệp muốn truyền tải trong video. Chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, đó là phác thảo nhân vật dựa trên kịch bản, model sheet, vẽ storyboard và background. Dựa trên kịch bản, các nhà thiết kế sẽ phác thảo nhân vật cùng với các chi tiết về bối cảnh. Các nhân vật này sẽ đóng vai trò giống như là các diễn viên trong TVC thay thế cho con người. Storyboard là bảng phân cảnh, nó sẽ giúp chúng ta hình dung rõ ràng các cảnh quay và cách thức chuyển động, đảm bảo các phân cảnh sẽ được sắp xếp hợp lý và rõ ràng. Và bước thứ ba đó chính là tạo dựng nhân vật 3D, texturing và tạo xương cho nhân vật. Sau khi phác thảo, nhân vật sẽ được dựng lại trong không gian 3D với đầy đủ chi tiết. Các đối tượng 3D trong TVC sẽ được tạo ra bằng những phần mềm đồ họa chuyên dụng. Ở đây chúng ta cần đặc biệt chú ý độ chi tiết của các mô hình rất quan trọng, từ hình dáng tổng thể cho đến những chi tiết nhỏ nhất, nhằm tạo cảm giác chân thực hoặc thẩm mỹ theo phong cách đã chọn. Để tăng tính chân thực, các đối tượng sẽ được phủ chất liệu như kim loại, vải hay thủy tinh. Một điều nữa là ánh sáng trong cảnh 3D cũng cần được đặt cẩn thận để làm nổi bật sản phẩm và tạo ra cảm xúc cho khán giả. Ở bước thứ tư đó chính là tạo animation 3D. Ở bước này thì các nhân vật sẽ được làm cho chuyển động này, diễn xuất này và tương tác với bối cảnh. Và đây là bước khá là quan trọng để làm cho các nhân vật trở nên sống động và câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Nếu như các bạn đã từng xem quảng cáo của Vinamilk, thật là sung sướng khi được sống nơi đây. Đây là một quảng cáo sữa rất là nổi tiếng, và những chú bò trong quảng cáo này thì được làm tạo chuyển động animation 3D, làm cho cảm giác nó rất giống với những chú bò thật. Đó là cái lý do mà quảng cáo này trở nên viral như vậy. Mỗi ngày tắm mát, sau trời ngắm cỏ cây, ăn uống no say, mát xa hông tới ngày đây. Ôi hạnh phúc quá, Vinamilk, Vinamilk. Bước cuối cùng đó chính là dựng video 3D. Thì ở cái bước này thì biên tập
sẽ nhận các cái video animation 3D để tạo nên một video hoàn chỉnh. Và đây chính là cái bước của mình, bởi vì mình chính là một hậu kỳ của Color Media. Ở bước này mình sẽ tạo video xong rồi mình sẽ cắt ghép hình ảnh, âm thanh làm sao mượt mà nhất, và sau đó sẽ hoàn thiện thành một TVC 3D. Do cái độ phức tạp trong cái việc thiết kế nhân vật này, bối cảnh, diễn xuất thì thời gian nó sẽ trung bình từ 4 cho đến 12 tuần tùy vào độ phức tạp của dự án. Bổ sung kẽm và lysin, vitamin C, beta glucan cho cơ thể, hỗ trợ ăn ngon, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp. Thì để đánh giá một TVC hiệu quả và thành công thì chúng ta sẽ phải dựa trên yếu tố đó là khả năng thu hút cũng như là khả năng chuyển đổi ra đơn hàng cũng như là gia tăng khách hàng của TVC đó. Nếu như TVC 2D thường mang những cái biểu tượng đơn giản này với thông điệp dễ gần và dễ tiếp cận và mang màu sắc vui tươi, thì ngược lại TVC 3D mang đến hình ảnh sống động, chân thực hơn và giúp nổi bật sản phẩm qua các chi tiết tinh tế. TVC 3D thường được dùng cho các sản phẩm cần độ chính xác cao hoặc tạo cảm giác hoành tráng. Ví dụ như là quảng cáo sữa rửa mặt của Hadalabo sử dụng hình ảnh quả trứng để tượng trưng cho làn da phụ nữ. Thì với nội dung nhẹ nhàng vui nhộn thì quảng cáo này khá là thành công nhờ hình ảnh dễ thương và kịch bản dễ hiểu, thể hiện thông qua lượt xem và lượt tương tác trên mạng xã hội. Ví dụ như là TVC 3D của Samsung cho dòng S22 Ultra thì có hình ảnh sắc nét, kỹ xảo mượt mà và ánh sáng hoàn hảo, thì đó đã làm nổi bật sản phẩm này. Đây là một trong những TVC thành công nhất của Samsung. Và tiếp theo là những lưu ý khi lựa chọn TVC 3D cho doanh nghiệp. Thì đây là những lưu ý. Đầu tiên là về mục tiêu chiến lược. Nếu như các bạn muốn một TVC dễ tùy chỉnh thì các bạn có thể lựa chọn TVC quảng cáo thông thường. Còn nếu như mà các bạn muốn những cái TVC mang tính độc đáo này, gây ấn tượng cao thì các bạn hãy chọn TVC 3D. Tuy nhiên hãy lưu ý vì giá thành của nó rất là cao. Nếu như các bạn là đang kinh doanh những cái ngành mà cần những cái sản phẩm thể hiện được cái chi tiết cũng như sự sống động, ví dụ như là bất động sản này, công nghệ, ô tô này, thì các bạn hãy dùng video 3D. Tiếp theo là về đối tượng khách hàng. Nếu như video 3D sẽ phù hợp với đối tượng trẻ, yêu thích sự tỉ mỉ, chân thực trong từng quảng cáo, thì video 2D sẽ phù hợp với những đối tượng trung niên, yêu thích sự đơn giản, dễ gần và dễ hiểu. Tóm lại, tùy vào mục tiêu, ngân sách, đối tượng và khách hàng thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn giữa hai hình thức này để có những cái giải pháp truyền thông phù hợp nhất nhé. Và vừa rồi mình đã cùng với các bạn khám phá thế giới video 3D đầy hấp dẫn và sáng tạo. Và đến đây cũng là kết thúc video rồi. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Và nếu như các bạn thấy hay, các bạn có thể để lại một like, comment hoặc subscribe để ủng hộ kênh. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu làm những video quảng cáo 3D đầy sáng tạo và hấp dẫn như vậy, các bạn có thể liên hệ ngay Color Media. Và đến đây đã là kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại.